xong rồi. Rồi vậy là hôm nay lưu ý là ta đã tìm hiểu xong bốn cái cơ cấu rồi, bữa nay ta tiếp tục ta sẽ sang cái hệ thống đầu tiên của động cơ đúc trong. Hôm nay lưu ý đó, khi mà em vận hành em sử dụng động cơ đúc trong thì cái khâu quan trọng nhất trong em lưu ý là bôi trơn, và đặc trưng ví dụ như xe gắn máy em chạy đi học đó là quan trọng nhất mà em thay nhớt. À, nếu mà em để nhớt mình biến chất quá từ lúc này cái tuổi thọ của động cơ nó sẽ không đảm bảo. Vì đó em lưu ý là cái khâu mà kiểm tra nhớt thay nhớt rất là quan trọng. À, thì lúc bữa nay ta sẽ tìm hiểu về cái bài tiếp theo đó là cái bài hệ thống bôi trơn. Hệ thống bôi trơn, ta xem coi cái hệ thống bôi trơn này cái cấu tạo như thế nào, rồi nó phân ra làm bao nhiêu loại và các nguyên lý làm việc như thế nào. Và mấy em biết coi mấy em sử dụng xe thì mấy em phải kiểm tra xem coi mấy em chạy bao nhiêu cây số từ lúc này ta phải thay nhớt. À lưu ý à, cái bài này cũng rất là quan trọng. À, cũng rất là quan trọng. Rồi cái mục tiêu của bài này mấy em lưu ý là thứ nhất đó là biết được nhiệm vụ phân loại của hệ thống bôi trơn, cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn cực bức. Cực bức thì là trong bài này ta tìm hiểu cụ thể và bôi trơn cực bức thôi. Mấy em hiểu bôi trơn cực bức có nghĩa là ép bôi trơn đó. Muốn bôi trơn như thế nào thì ép bôi trơn như thế đó. Rồi cái thứ hai là đọc được sơ đồ nguyên lý hệ thống bôi trơn cực bức. Và cái thứ ba, mục tiêu thứ ba đó là có ý thức vận dụng kiến thức thực tế vào bài học. Đó là ba cái mục tiêu trong bài này. À. Rồi anh em nhìn trên bảng đây là cái sơ đồ của hệ thống bôi trơn cực bức. Bây giờ anh em suy nghĩ trả lời thầy câu hỏi này. Vì sao khi động cơ đốt trong hoạt động cần phải có hệ thống bôi trơn? Suy nghĩ trả lời thầy câu hỏi rồi. Vì sao khi động cơ đốt trong hoạt động cần phải có hệ thống bôi trơn? Thưa anh em lưu ý là khi động cơ đốt trong nó hoạt động thì các chi tiết nó sẽ chuyển động tương đối với nhau. Và khi chuyển động tương đối với nhau thì em lưu ý là nó sẽ tạo lên cái ma sát, cái ma sát. Vì đó nè, nếu không mà có bôi trơn ở bề mặt giữa hai cái tiếp xúc đó, thì lúc này nó sẽ làm hài hòa và cái tuổi thọ của động cơ nó sẽ bị giảm. Em lưu ý à, vì thế là nó bắt buộc phải có hệ thống bôi trơn. Đó, phải có hệ thống bôi trơn. Rồi cái đi vào thứ nhất đó là nhiệm vụ và phân loại hệ thống bôi trơn. Thứ nhất, nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Rồi anh em quan sát đây. Hệ thống bôi trơn có nhiệm vụ là đưa dầu bôi trơn liên tục đến các bề mặt ma sát của các chi tiết để đảm bảo điều kiện làm việc bình thường của động cơ và tăng tuổi thọ các chi tiết. Từ nay nãy thầy giải thích cho em rồi đó. Có nghĩa nếu không có bôi trơn thì các chi tiết nó chuyển động tương đối nó sẽ bị mài mòn và tuổi thọ động cơ nó sẽ giảm. Do đó là để tăng tuổi thọ của chi tiết từ lúc này phải có cái hệ thống bôi trơn, cái bôi trơn đó. Ta sang cái phần hai phân loại, phân loại hệ thống bôi trơn. Tưởng em lưu ý là hệ thống bôi trơn này nó sẽ có ba loại cơ bản. Thứ nhất là bôi trơn bằng vung té, vung té. Thứ hai là bôi trơn cứng bức. Thứ ba là bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu. Thì trong ba cái loại bôi trơn này chắc em thường xuyên em gặp dễ gặp nhất là bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu. Nếu nhà nào có làm ruộng rồi đó, làm rẫy của em sẽ gặp cái cách bôi trơn này. Đó là ba loại bôi trơn cơ bản. Đây, phương pháp bôi trơn vung té thì em lưu ý là những cái hạt màu đỏ là đi bôi trơn đó. Em quan sát hình ảnh là gì? Bôi trơn bằng vung té là nó bám lên các bề mặt của các chi tiết để nó bôi trơn, bám lên các bề mặt ma sát để nó bôi trơn. Em quan sát hình ảnh đó. À, sẽ bám lên những cái hạt màu đỏ đó là dầu bôi trơn. Rồi, bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu thì em lưu ý là pha 2 hoặc 4% dầu bôi trơn vào nhiên liệu. Nha, lưu ý ha. Và lúc này lưu ý các em lưu ý là pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu là chủ yếu các em sử dụng cho động cơ hai kỳ. Nha, động cơ hai kỳ. Ví dụ như là máy thứ rẫy, máy cắt tỏ hay là bình máy sạc sâu vậy đó. Nha, người ta sẽ pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu. Nha, pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu. Và lưu ý là cái bôi trơn và phương pháp pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu từ trên động cơ nào, các em lưu ý là sử dụng động cơ nào thì thầy nói rồi đó. À, động cơ nào thì ta đã nói rồi, có nghĩa là sử dụng cho động chủ yếu là động cơ xăng. Và vì sao? Tại vì động cơ hai kỳ, các em lưu ý cấu tạo nó rất là gọn, rất là gọn. Một người có thể là nhắc lên vậy à, nhắc lên vậy à.
Rồi rồi phương pháp tiếp theo đó là bôi trên vững bức, tụi em lưu ý những cái hạt màu đỏ là bôi trên, tụi em hình dung cách đơn giản thôi. Bôi trên vững bức có nghĩa là ép đi bôi trên, có nghĩa là muốn bôi trên chi tiết nào có đường ống dẫn đến cái bôi trên chi tiết đó, ép bôi trên gọi là bôi trên vững bức nha, gọi là bôi trên vững bức. Rồi em quan sát đây là hệ thống bôi trơn tưởng bức thì cấu tạo của em quý gồm nó có tổng cộng là 12 chi tiết, cái 12 chi tiết, cái hệ thống bôi trơn tưởng bức có 12 chi tiết. Các em quan sát đây gồm tổng cộng là 12 chi tiết. Rồi thứ nhất là cắt tay dầu, các em quý là cắt tay dầu đây à, chưa dầu. Thứ hai là lưới lọc dầu, đây lưới lọc dầu. Tụi em lưu ý là lưới lọc dầu này nó có nhiệm vụ, tụi em lưu ý thì khi dầu nó có cặn bẩn đó thì nó lọc để cho không còn cặn bẩn nữa ha. Nếu có cặn bẩn từ lúc này nó đi hoạt động, từ lúc này nó bám lên bề mặt chi tiết, nó làm chi tiết bị mài mòn ha, bị mài mòn. Thứ ba là bơm dầu, bơm dầu tụi em lưu ý là dùng để hút dầu lên. Thứ tư là van an toàn bơm dầu, đây van an toàn. Nếu trên đường ống mà áp suất dầu nó vượt quá giới hạn thì cái van này đảm bảo là nó làm giảm được áp suất của nó ha. Năm là màu lọc dầu, đây màu lọc dầu, màu lọc dầu. Sáu là van khống chế lượng dầu qua két, két ở đây là két làm mát đó anh ha, có nghĩa khống chế lượng dầu nghĩa là cho lượng dầu nó qua két như thế nào nó vừa phải thôi ha. Bảy là két làm mát dầu, thì két làm mát dầu anh em lưu ý là nó có nhiệm vụ là nếu dầu nó nóng quá thì lúc này cái lượng dầu bôi trên nó sẽ đi vào đây, thì nhiệm vụ của két này nó làm dầu cho nó mát, nó giảm nhiệt độ xuống rồi tiếp tục đi bôi trên. Tám là đồng hồ báo áp suất dầu, báo áp suất là bao nhiêu đó trên đồng hồ nó để. Chín là đường dầu chính, đây đường dầu chính này. Mười là đường dầu bôi trơn trục thủy, đây. Mười một là đường dầu bôi trơn trục cam, và 12 là đường dầu đi bôi trơn các bộ phận khác. Thì tại sao người ta gọi là bôi trơn vững bức, có nghĩa là em ép đi bôi trơn thôi. Từ đường dầu chính em muốn bôi trơn chi tiết nào thì tôi sẽ ép bôi trơn chi tiết đó, nên ta gọi là bôi trơn vững bức. Bôi trơn vững bức. Rồi bây giờ để chứa dầu bôi trơn, các em suy nghĩ trong thầy, nó để chứa dầu bôi trơn thì trong động cơ thì có bộ phận nào, để chứa dầu thì cần phải có bộ phận nào, này chắc dễ biết ha, thì phải có bộ phận nào trong 12 cái chi tiết mà các em mới vừa quan sát ở phần trước đó. Vậy là để chứa dầu bôi trơn người ta thì cần có là các tay dầu. Vậy là lưu ý ha, các tay dầu này có nhiệm vụ là dùng để nó chứa dầu, các chứa dầu. Rồi tiếp tục, bộ phận nào trong hệ thống làm nhiệm vụ đưa dầu đi bôi trơn, bộ phận nào chúng em quan sát đây, đây bơm dầu. Vậy là bơm dầu này nó hút dầu từ các cái dầu để nó đi bôi trơn nha. Bơm dầu là vị trí số 3, vị trí số 3 của phần trước. Rồi đây em quan sát hình ảnh của bơm dầu quan sát thêm cho biết thôi hình ảnh bơm dầu, đây là mô hình và đây là hình ảnh thật của nó bơm dầu. Đây em quan sát là quy trình mà nó hút dầu đi bôi trơn, lưu ý bôi trơn, quy trình hút dầu đi bôi trơn, những cái hàng màu đỏ là bôi trơn đó, bám lên bề mặt chi tiết để bôi trơn. Dầu từ các te thì nó được hút lên và nó sẽ đi bôi trơn. Rồi anh em suy nghĩ giúp thầy câu hỏi này, nguyên nhân nào khiến dầu bôi trơn có cặn bẩn sau khi bôi trơn? Biện pháp khắc phục nguyên nhân nào khiến dầu bôi trơn có cặn bẩn sau khi bôi trơn và biện pháp khắc phục. Thì mấy em lưu ý là trong quá trình mà động cơ nó hoạt động thì có thể các chi tiết là nó chỉ động tương đối, nó có những cái mạc kim loại nó sẽ bứt ra lúc này nó có thể là nó bám vào trong dầu bôi trơn, đó là nguyên nhân mà nó gây ra nên cái cặn bẩn. Mà mấy em lưu ý cặn bẩn nó nhiều quá thì nó mài mòn chi tiết, nó làm tuổi thọ chi tiết bị giảm, và tuổi thọ chi tiết giảm thì động cơ nó sẽ giảm. Thì cái biện pháp khắc phục như thế nào? Đây, tụi phải có bầu lọc dầu, bầu lọc dầu, nó lọc đi cặn bẩn, lọc sạch cặn bẩn, càng sạch càng tốt, thì lúc này động cơ nó sẽ hoạt động tốt hơn. Đó là cái biện pháp là phải có bầu lọc dầu để nó lọc dầu. Vậy là em lưu ý là cái dầu bôi trơn này nó trải qua tới hai lần lọc. Thứ nhất là nó có cái lớp lọc dầu ở các te, nó lọc một lần, rồi lên cái bầu lọc dầu nó lọc thêm một lần nữa, trải qua hai lần lọc. Rồi đây là cái mô hình của bầu lọc tỷ tầng. Bộ lọc tỷ tầng em muốn quan sát cho biết.
trong quá trình động cơ nó làm việc trong thời gian dài thì cái này chắc chắn là lượng dầu nó sẽ nóng lên. Mà em lưu ý là nếu nó nóng quá mức mà ta làm mát không kịp thì có thể động cơ nó sẽ bị cháy. Do đó là phải có biện pháp để khắc phục nó. Và biện pháp khắc phục nó là cái nào em? Để em quan sát này, đó là cái mà mất dầu. Khi mà lượng dầu nó nóng quá nó mức thì lúc này cái lượng dầu này nó sẽ được đưa vào cái chất làm mát để làm giảm nhiệt độ của nó, rồi tiếp tục nó mới đi môi trường. Do đó cái chất làm mát cũng rất là quan trọng anh. Do đó là không thể nào mà để cái dầu nó nóng quá. Và là nhiều khi em có biết cái chất làm mát mà nó bị hỏng đó, có thể gây nên sự cố, có thể là động cơ sẽ bị cháy. Thử ngoài thực tế mấy em lúc trước em xem báo đài mấy em biết rồi. Nhiều khi lâu lâu xe tự động nó bốc cháy hoài. Cũng bị lo ảnh hưởng của nguyên nhân này. Một trong những nguyên nhân này. Rồi đây là chất làm mát dầu. Thử em quan sát cũng quan sát cho biết. Thì nó có là khoang phía trên, khoang phía dưới. Rồi dàn ống. Rồi ống lấy dầu bụi. Ống lấy dầu bụi. Đây, đó là cái chất làm mát dầu. Đây. Cấu tạo và lý làm việc của cơ quan số 4 và van số 6 đó, tác dụng đảm bảo cho hệ thống làm việc bình thường. Van khống chế được dầu qua két, khống chế được dầu qua két và các van an toàn bơm dầu. Hai cái van này trong cái hệ thống môi trường mình biết rất là quan trọng. Khống chế được dầu qua két có nghĩa lượng dầu nó nhiều quá hay là ít quá tự khống chế cho qua vừa phải. Còn cái van an toàn bơm dầu đó, nếu áp suất trên cái đường ống này nó vượt quá giới hạn cho phép thì cái van an toàn này nó đảm bảo, nó hạ suất luôn. Do đó là trong đấy hệ thống môi trường cũng mức thì hai cái van này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Đây, cái này thì hoạt động nhóm của em thôi, của em quan sát. Từ bây giờ em lưu ý ở đây là cái sơ đồ ở đây chỉ thể hiện là con số, còn bên đây là thể hiện A, B, C, D. Có nghĩa em ghép lại, có nghĩa coi số 1 là ghép với cái tên gì, số 2 ghép với tên gì. Cái này em cũng quan sát cho biết. 1, 3, 4, 5, 6, 7 tính vậy đó. Đó đây A, B, C, D, E. Phân mình ghép làm sao cho nó chính xác. Chính xác. Cái này là củng cố cho em thôi. Hỏi lại thôi. Tưởng em quan sát đây. Quan sát là cái ghép hoàn chỉnh. Đây. 1H. Có nghĩa số 1 này. 1H. 3D. 1H có nghĩa là số 1 là cắt tè. 3D. 3D. 3D với số 3 là con dầu. 4E. 4E là 4, này là van an toàn bơm dầu. 5C là 5, là bầu lọc dầu. 6G là 6 là van khống chế được dầu qua két. 7B, 7 là két làm mát dầu. Và 9 đó là 9A. 9A đó là đường điều chỉnh. Đường điều chỉnh, đó là ghép hoàn chỉnh. Ghép hoàn chỉnh, này củng cố cho em cái cấu tạo thôi, chi tiết thôi. Đây, sơ đồ đơn giản của hệ thống môi trường được bớt. Đây là sơ đồ đơn giản nhất của nó. Em muốn quan sát ha, vẽ dạng sơ đồ khói đó, các tay dầu, bơm dầu, bầu lọc dầu, van an toàn, van khống chế đường dầu, rồi các làm mát, đường dầu chính, các bề mặt ma sát và đường dầu hồi. Đường dầu hồi, chúng em lưu ý là cái đường dầu hồi này trong quá trình mà cái hệ thống nó làm việc mà nó trục trặc thì nó sẽ có cái đường hồi dầu này. Ví dụ như áp suất trên đường ống nó vượt giới hạn cho phép thì nó hồi dầu này để giảm áp suất trên đường ống. Nếu mà áp suất nó cao quá có thể nó bị vỡ đường ống, nó gây nên cháy nổ rất là nguy hiểm. Do đó nó có đường dầu hồi. Rồi, ta sang cái phần tiếp theo là nguyên lý làm việc. Chúng em lưu ý là khi động cơ đốt cao nó hoạt động trong hệ thống ở trên thì làm việc trong 3 trường hợp. 3 trường hợp, thì ta xem có 3 trường hợp như thế nào. Chúng em quan sát đây. Thứ nhất là hệ thống làm việc bình thường. Thứ hai là khi dầu ở trên nóng quá mức quy định. Thứ ba là áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép. Vượt quá giới hạn cho phép. Từ đây diễn ra trong 3 trường hợp. Bây giờ trường hợp thứ nhất đây. Trường hợp hệ thống làm việc bình thường, chúng em lưu ý không có gì xảy ra hết. Các tay dầu, bơm dầu hút lên rồi đi qua bầu lọc dầu, rồi nó tiếp tục đi bôi trơn, không ảnh hưởng gì hết. Các làm mát hay là van an toàn thì không ảnh hưởng gì hết, có nghĩa là điều kiện trên nó là làm việc bình thường, có nghĩa là đi hoạt động bình thường. Đó là trường hợp thứ nhất. Bình thường em thấy không có gì xảy ra hết. Cái trường hợp thứ hai là khi dầu bôi trơn nó nóng quá mức quy định. Nó nóng quá mức quy định thì như thế nào? Thì các tay dầu bơm dầu vẫn hút dầu cho các te, nhưng mà nó đi đến bầu lọc dầu thì tiếp tục, tại vì nó nóng, cái lượng dầu nó nóng thì lúc này nó phải đi vào các làm mát để nó làm mát, nó dầu tiếp tục nó sẽ đi bôi trơn, thì là nó có khác hơn một chút, có nghĩa là nó phải vào các làm mát để làm hạ nhiệt độ của dầu rồi tiếp tục đi bôi trơn.
Đó là trường hợp thứ hai. Và cái trường hợp thứ ba là áp suất dầu vượt quá giới hạn cho phép. Thử em nhìn đây, bơm dầu nó vẫn hút lên, hút lên. Nhưng mà khi nó đến cái van an toàn là khống chế lượng dầu, thì lúc này nó sẽ hồi dầu trở về và nó đi qua bầu lọc dầu và nó trở về cái tank, nó không đi hoạt động được. Tại vì lượng dầu nó nóng quá mức, nó không thể nào nó hoạt động được. Thì đó là ba cái trường hợp cơ bản. Đó là ba trường hợp cơ bản. Rồi, bây giờ ta sẽ đi vào cái phần củng cố. À, củng cố. Đây, cũng giới thiệu cho mấy người dùng. Nên thay dầu động cơ đúng định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để tránh các hư hỏng cho hệ thống cơ dơ và nâng cao tuổi thọ động cơ. Men lưu ý à? Men lưu ý. Men sử dụng xe gắn máy là xe mô tô hay bánh thì men cái câu quan trọng nhất là men phải ghi nhận để kiểm tra thay nhớt. Ví dụ ngay thời điểm này men thấy ở trên cái dây đầu mét á, nó thể hiện bao nhiêu cây số, men muốn bao nhiêu men thay cho men tính toán. À, lưu ý à? Đây. Khi thay dầu nên chọn loại dầu phù hợp với động cơ, dầu có chất lượng tốt, phải là dầu phù hợp với từng loại động cơ do hãng sản xuất quy định. À, quy định sử dụng phù hợp với tốc độ quay và nhiệt độ. Vậy đó em đúng một điều nha. Xe số thay nhớt với xe tay ga là hai cái thay nhớt nó hoàn toàn khác nhau em. Lưu ý à. Xe số xe tay ga là thay nhớt là hai loại nó khác nhau. Ví dụ như xe tay ga em sử dụng, em lấy nhớt xe tay ga ra, em để vào, em tiếp mà em để vào xe số sử dụng là rất là nguy hiểm nha, ảnh hưởng động cơ không sử dụng được. Do đó mỗi loại nó phải phù hợp, ha, không tận dụng được ha. Rồi khi sử dụng dầu bôi trơn sẽ có khả năng gây ô nhiễm môi trường như thế nào? Bữa nay em biết ha, dầu bôi trơn sẽ gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ ta tìm cách xử lý để làm sao cho nó đừng có gây ra cái trường hợp ô nhiễm môi trường. Đây, chủ yếu là do ý thức của người sử dụng. Nếu thải bừa bãi dầu bôi trơn vào môi trường, nhất là dầu đã qua sử dụng, thì sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nặng nề đến các sinh vật đang sống trong môi trường đó. Ha, chúng em thấy đây, cá được chết đây, ha, cá được chết. Rồi, vì vậy nếu chúng ta sử dụng dầu bôi trơn đúng cách, tụi em lưu ý là đúng cách, tụi em quan sát đây. Thứ nhất là giảm tiêu hao xăng dầu. Thứ hai là giảm lượng khí thải độc hại ra môi trường. Thứ ba là làm chậm quá trình mài mòn của các bộ phận động cơ bên trong. Thứ tư là giảm tiếng ồn động cơ. Thứ năm là kéo dài tuổi thọ hoạt động của dầu. Và cuối cùng là giúp động cơ mở động dễ dàng trong thời gian thiết lập. À. Đây. Tiếp tục. Bôi mở bề mặt đầu trục. À, cũng rất là quan trọng ha, để cho động cơ nó hoạt động dễ dàng. Rồi tra dầu định kỳ, tra dầu định kỳ. Rồi em quan sát được này, câu hỏi cũng tốt. Đây quan sát đây, hãy phanh vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau. Câu thứ nhất, ngoài tác dụng bôi trơn thì dầu bôi trơn còn có tác dụng nào khác? Các em quan sát đây. Đây, làm mát tẩy rửa bao kính chống sỉ. Câu số 2, nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn vững bước xảy ra trong mấy trường hợp? Đây, 3 trường hợp. Câu số 3, trong nguyên lý làm việc của hệ thống bôi trơn vững bước, van khống chế lượng dầu đóng lại để dầu đi qua két làm mát. Khi nào? Khi nào? A là nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định mức. B là nhiệt độ dầu nằm trong giới hạn định mức. C là lượng dầu chảy vào đường dầu chính quá giới hạn. Và D là áp suất dầu cao quá giới hạn cho phép. Chúng em quan sát đáp án này. Nhiệt độ dầu cao quá giới hạn định mức. À, quá giới hạn định mức. Rồi, đây hướng dẫn em về nhà chuẩn bị ha. Rồi, em quan sát lại cái hệ thống bôi trơn cũng bớt. Quan sát lại thôi. Rồi, vừa rồi là thầy cung cấp cho em hai cái bài. Cơ cấu và cấu khí mà không bôi trơn. Hy vọng em tranh thủ em vào, em học ha. Và chúc em có một buổi sáng thật là tốt đẹp ha. Và tiếp thu bài tốt.
Rồi xin hết.